Xin chia buồn với bốn tuổi này, đại hạn giáng xuống trong 15 ngày đầu tháng 12 âm lịch, nợ nần chồng chất, tiền bạc đội nón ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai cũng có những bài học hay đúc kết từ chính những kinh nghiệm của bản thân sau khi trải qua thử thách, sóng bão của cuộc đời. Có những người số mệnh sung sướng, ít gặp thử thách. Bên cạnh đó, cũng không có ít người gặp xui xẻo triền miên, vận hạn xui xẻo ngập tràn. Tuy nhiên, nếu biết cách nắm lấy vận mệnh, hóa giải được vận hạn xấu, chắc chắn kết quả thu được sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Theo các tử vi học phương Đông, có nói, thời điểm 15 ngày đầu tháng 12 âm lịch sắp tới, có 4 con giáp bị số phận thử thách bằng những khó khăn, gian nan, thách thức. Vậy làm sao để hóa giải, thay đổi vận mệnh và làm sao để biến hung thành cát? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chi tiết video ngày hôm nay của kênh Phong thủy Gia Cát. Trước khi nghe chúng tôi chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một, tuổi Thân. Vận thế của người tuổi Thân khá bấp bênh trong khoảng thời gian 15 ngày đầu tháng 12 âm lịch. Cách bạn đối diện với vấn đề sẽ quyết định sự việc bạn gặp phải sẽ chuyển biến theo hướng xấu hay tốt. Vì thế, hãy luôn giữ một tâm lý tích cực, lạc quan, chủ động trong nắm bắt và giải quyết mọi việc. Đừng nên suy nghĩ tiêu cực, nóng nảy hay tìm cách đùn đẩy cho người khác. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần phải kiên nhẫn hơn khi bắt tay vào thực hiện bất cứ công việc gì. Bản tính nông nổi hay thay đổi, dễ dàng bỏ dở công việc giữa chừng sẽ khiến bạn tạo nên hình ảnh xấu trong mắt đồng nghiệp và lãnh đạo. Thời điểm cuối năm là thời điểm bứt phá của nhiều người, bạn không nên bỏ cuộc vào lúc này để mọi người xung quanh có cơ hội vượt qua mình. Bên cạnh đó, bạn cũng nên kiềm chế sự hiếu thắng của mình, tránh việc tranh chấp với đồng nghiệp, cấp trên. Trên phương diện tài lộc, bạn cũng cần phải kiên nhẫn thì mới đạt được kết quả mà mình mong muốn. Việc kinh doanh không thể nóng vội nhất thời mà cần biết chờ đợi và nhanh chóng nắm bắt khi thời cơ đến. Khi có rắc rối xảy ra, bạn nên giữ vững được lập trường, định hướng, mục tiêu của mình. Không nên dễ dàng tin theo lời ra, bàn ra, tán vào của người khác. Bên cạnh đó, trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cũng cần chú ý chi tiết, không nên tiêu xài hoang phí. Chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong thời điểm cuối năm này. Trải qua những tháng ngày gắn bó, đôi bên đã ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Cả hai sẵn sàng cùng nhau đối diện với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Còn nếu chưa lập gia đình, bạn có thể dần tính đến chuyện với người ấy trong năm sau. Chính vì vậy trong thời điểm này, tuổi Thân hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. 2. Tuổi Mùi, xử lý rắc rối, khủng hoảng hoặc đơn giản là chi tiêu cho các hoạt động mua sắm cuối năm. Bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, kẻo tiền thưởng cuối năm hoặc tiền lãi cả năm cũng không đủ để giải quyết các công việc nêu trên. Ngoài ra, do chịu tác động lớn của cục diện tương xung, tình cảm cũng khó được những bước phát triển đáng mừng. Những người đã lập gia đình cần phải biết quan tâm, chăm sóc các thành viên trong gia đình nhiều hơn. Dù con cái hay nửa kia có mang lại cho bạn nhiều áp lực, bạn cũng cần phải chú ý giữ mình. Xung quanh bạn hiện có rất nhiều người quan tâm, để ý. Chỉ cần buông thả cảm xúc là bạn rất dễ làm ra những việc gây tổn thương cho người thân, khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Để phát triển sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên người tuổi Mùi hãy sử dụng pháp khí phong thủy vầng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Pháp khí sẽ chiếu cát lành, mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia chủ. Đồng thời, khi mang pháp khí theo bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở và giúp đỡ công việc của bản mệnh được hanh thông, phát triển. 3. Tuổi Mão. Cuối năm không phải là một thời điểm dễ dàng đối với những người tuổi Mão trên nhiều phương diện. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những điều không mong muốn. Đặc biệt là khi bắt tay vào công việc thì không nên lơ là, chểnh mảng, tránh những sai lầm không đáng có. Trên phương diện sự nghiệp, dưới sự ảnh hưởng của sao bệnh, bản mệnh khó đạt được kết quả mỹ mãn như mong muốn. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn cố gắng, thậm chí nảy sinh suy nghĩ được đến đâu hay đến đấy. Theo tử vi thì suy nghĩ này rất dễ khiến bạn trở thành người tụt hậu, tự tạo thời cơ cho người khác vượt qua mình. Thêm vào đó, thiên quan cũng là dấu hiệu không tích cực, bạn chớ nên nóng nảy, sinh mâu thuẫn với những người có chức cao, có quyền cao, chức trọng. Nếu không, người chịu thiệt cũng chỉ có bạn. Về phương diện tài lộc cũng không có dấu hiệu khả quan trong thời điểm này. Bạn thường khó nắm bắt được các cơ hội làm giàu, thậm chí còn phải tốn thêm cho các hoạt động xã giao hoặc sức khỏe. Vì thế, thời điểm này, tốt nhất là bạn phát triển điểm mạnh của mình, hạn chế mở rộng quy mô kinh doanh, cẩn thận trong từng đường đi, nước bước, đặc biệt là khi đưa ra những quyết định quan trọng. Phương diện tình cảm cũng không có chuyển biến tích cực trong đầu tháng, thậm chí quan hệ của một số cặp đôi còn có dấu hiệu xấu đi. Những áp lực của cuộc sống mang lại khiến bạn thường bất cẩn, chút giận lên đầu người ấy. Khi đã ý thức được sai lầm của mình thì bạn nên chủ động nhận sai, hạ cái tôi của mình. Nếu cứ kiêu ngạo như hiện tại, bạn sẽ tự tay phá hoại hạnh phúc do chính mình gây dựng từ trước. Tình hình sức khỏe không khả quan, bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, kéo dài nên không có hứng thú vào bất cứ công việc gì. Bạn nên chú ý thăm khám thường xuyên, rèn luyện thể chất để bước qua giai đoạn này. Để đầu óc được minh mẫn, sáng suốt và giảm được căng thẳng thì bản mệnh hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông năng lượng trí tuệ, từ đó sẽ giúp cho việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và bình an cho bản mệnh. 4. Tuổi Ngọ. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Ngọ thì thời điểm 15 ngày đầu tháng là khoảng thời gian hung cát đạn sen đối với người tuổi Ngọ. Do đó, dù gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng chớ nên nản chí, bởi chỉ cần cố gắng, bạn chắc chắn sẽ vượt qua được. Đồng thời, dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ vội vui mừng, kẻo sự lơ là sẽ đẩy bạn vào nhiều rắc rối bất ngờ khác. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện Sửu Ngọ tương hại gây ra cho bạn không ít biến cố, làm bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả, như việc đổ dồn lên đầu khiến bạn luôn cảm thấy tất bật, song kết quả chưa chắc đã hoàn hảo được như ý muốn. Nên lưu ý rằng, nếu bạn cứ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, tinh khí thay đổi thất thường thì lại càng dễ vượng phải khó khăn. Nếu bạn có thể bình tĩnh và lạc quan đối diện với vấn đề thì mọi việc sẽ dần được khắc phục. Trên phương diện làm ăn kinh doanh, bản mệnh nên cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định, nếu không sẽ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Thời điểm cuối năm này nên hạn chế đầu tư, mạo hiểm, tốt, chắc, nhất là cầm chắc những gì mình đang có, chờ đợi một thời cơ thích hợp trong năm mới. Với những người làm công ăn lương, chỉ cần cố gắng hết sức mình thì các cát tinh như lâm quan, tử vi sẽ giúp bạn có một nguồn tài chính ổn định, không lo vận hạn. Còn trên phương diện tình cảm sẽ có nhiều biến chuyển tích cực vào khoảng thời gian này đối với những người tuổi Ngọ. Dù công việc vất vả, phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng bên cạnh bạn luôn có những sẻ chia, tâm sự. Hai người có thể cùng nhau khắc phục những vấn đề của cuộc sống, đồng thời khiến tình cảm ngày càng bền chặt và thêm khăng khít. Hơn nữa, dưới tác động của ngũ hành tương sinh, người độc thân cũng dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác, có cơ hội đếm với những đối tượng triển vọng. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tăng ngưng khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ,
Đồng thời, vòng còn sẽ giúp bạn tăng may mắn, trừ tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời điểm cuối năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Mọi người đừng quên like, share, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!